Dạ Nam Mô Phật Thầy, dạ con xin được đọc chánh kinh trước khi cùng thỉnh ngài giảng giải bài hôm nay ạ. Kinh Tiểu Bộ Khut Tha Ca Nikaya Itibutaka chương 3 bà pháp phẩm 1 bài 59. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán và tôi đã được nghe. Thành tựu với ba pháp này các tỷ kheo, vị tỷ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu với ba pháp này. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo vượt qua được thế lực của ác ma và chói sáng như mặt trời. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Giới, định và trí tuệ. Với ai khéo tu tập, vị ấy vượt qua khỏi thế lực của ác ma và chói sáng rực sáng như mặt trời chói sáng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính cung thỉnh ngài Tuệ Siêu Từ Bi Hoan Thiện thuyết giảng bài kinh ngày hôm nay. Nam Mô Phật Thà Giá. Dạ, con xin được thành kính cung thỉnh ngài ạ. Nam Mô Phật Thà Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính từ tâm đức kính thưa quý vị Phật tử. Hôm nay trong bài kinh này chúng ta có những từ ngữ mà chúng ta cần phải biết giới uẩn, sila khan tha, định uẩn samadhi khan tha, tuệ uẩn, paññā khan tha. Vô học Asekho thế lực của ác ma Marathaya nếu chúng ta hiểu được các từ đó rồi thì bài học không phải là khó. Trước hết chúng ta giải về cái từ vô học. Chứ là xe khác, à xe khác. Ở đây chia theo cái cách là xe khê nát, xe lạc hành thề nát, samana gato, hồ tí. Bởi vì chữ samana gato, hồ tí có nghĩa là thành tựu với cái giới quẩn vô học. Cho nên khi chúng ta tắt từ ra thì chúng ta gọi AC khác giải thích cái đất trước. Phu quân thì chúng ta gọi là bút thức chánh á, là những người chưa đắc được đạo quả. Còn khi chúng ta nói hữu học không, thì chúng ta nói ngắn gọn là đạo quả tu được quần, đạo quả tu đà hàm, đạo quả a na hàm,
và thêm cái đạo A La Hán. Mặc dù chỉ có một sát na thôi, nhưng mà vì Arhatam mắt gác vẫn còn có cái sự tiến lên đến sắc tâm quả Arhatapala, cho nên tám tâm siêu thế thì hết bảy tâm sơ đạo, nhị đạo, tâm đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tâm quả. Hay là chúng ta liệt kê là sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tâm đạo, tâm quả, tứ đạo, tứ quả, à, tứ đạo. Chỉ tới tứ đạo thôi. Thì như vậy gọi là bảy hữu học, bảy pháp hữu học, Sekhatama. Còn tâm tứ quả đó, tức là A-la-hán quả thì là cái pháp gọi là vô học ở Sekhatama. Bây giờ chúng ta nói đến cái tam học, tức là giới, định tuệ, nhưng mà giới ở đây chúng ta gọi là giới quẩn, si lắc hành thác. Tại sao gọi là giới quẩn? Chữ quẩn, chữ khanh thác theo trong chú giải có nghĩa là rathis, rasi là một đống, một chùm, một khối. Do đó cái chữ silak khanh thác là để chỉ cho nhóm ba pháp, tức là chánh ngưỡng, chánh nghĩa, chánh mạng. Vì có ba chi phần như vậy đó, cho nên gọi là silakhantha là giới. Ngoài ra đó thì còn có những cái tiểu giới khác. Mình được Đức Phật là chế định ở trong lục tạng, cái đó chúng ta gọi là silakhantha. Còn samadhikhantha tức là định quẩn, là ở đây chỉ cho cái nhóm pháp mà thuộc về định học. Ở trong bát chánh đạo thì chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, mà cái chi pháp đó được gọi là định quẩn. Ngoài ra còn có những cái pháp định khác, chẳng hạn như là Khandika Samadhi, Upachara Samadhi, Upachara Samadhi, Upana Samadhi, Sát Na Định, Cận Định, rồi An Chỉ Định. Cho nên nếu phân loại ra thì định có nhiều cái tên gọi. Nên cái đó gọi là samadhikhantha, là định quẩn. Còn gọi là tuệ quẩn. Bây nhắc hành thác
Rồi quẩn ở đây là chỉ cho hai chi phần trong bát chánh đạo, tức là chánh kiến và chánh tư duy, nó thuộc tuệ quẩn. Nếu mà chúng ta nói theo xác định đó, thì chúng ta có giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn là như thế này. Giới quẩn ở đây Silakantha là để chỉ cho bốn cái loại giới. Pratimokkhasavarasila tức là giới thu thúc qua lề đề một xoa. Tức là cái sự thu thúc trong 227 giới của tỳ kheo, hay là cái sự thu thúc ở trong giới của sa di hoặc giới của sĩ, cái đó được gọi là Pratimokkha Sangsila. Thứ hai gọi Indriya Sangvara Indriya Sila Sangvara Sila, tức là cái giới thu thúc lục căn. Thứ ba gọi là Pachiya Sanisita Sila, cái giới quá tử bậc dụng. Và thứ tư được gọi là Achiwa Prasotisila là nuôi mạng thanh tịnh, giới nuôi mạng thanh tịnh. Thành thử ra giới quẩn ở đây được kể như vậy. Ở đây cũng kể là giới tịnh. Còn định quẩn tức là chỉ cho tâm tịnh, citta visuddhi, citta visuddhi. Thì định ở đây nó bao gồm cả định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, nếu nói theo nhiều pháp. Định thân vô vi xứ, định thân vô vi xứ, định vô sở xứ, định phi tưởng vi tưởng xứ. Thì gồm ở tất cả các cái chi phần về định đó, thì chúng ta gọi đó là Samadhikantha. Còn tuệ quẩn ở đây, nếu mà nói theo thức tịnh đó, thì những cái tuệ quán mà nó nằm ở trong kiến tịnh, nghi tịnh, đạo với đạo, tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh, thì gồm có 16 cái tuệ minh sát rồi, chúng ta gọi là minh nhắc thanh thác, là tuệ quẩn. Chúng ta phân chi pháp thì chúng ta phân như vậy. Định cho rạch rồi, đâu ra đó. Cái này cũng có lợi ích cho chúng ta lắm. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có nắm được chi pháp của những phần được nói đến, thì vậy chúng ta chỉ lý giải dông dài mà nó không có ngã ngủ đi đâu cả. Cứ dây cà bắt qua dây mướp vậy đó. Cho nên ở đây, khi mà học Phật pháp thì chúng ta phải nắm bắt được cái chi pháp rõ ràng vậy. Thì bây giờ cái sự tu tập á, những cái phàm phu bồ thứ chánh á, thì chúng ta tu tập về giới quẩn, về định quẩn, tuệ quẩn đó. Đừng có đơn gọi là phạm giới, phạm định, phạm tuệ. Khi mà
một phàm phu, tức là một người phàm tục như chúng ta đi, chưa đắc đạo quả thì gọi là phàm. Nhưng mà chúng ta thuộc về Kala Dinh Á, Vô Thích Chinh Á, tức là hảo phàm phu, tức là cái hạng phàm phu tốt lành, hay là hạng phàm phu hiền thiện. Thì khi mà chúng ta tu tập về giới đó, chúng ta tu tập giữ năm giới, hay là bát quan trì giới, hay xây di giới, hoặc tỳ kheo giới, giữ thanh tịnh trong sạch, thì như vậy được gọi là giới của phàm phu, giới định, giới quẩn của phàm phu. Định quẩn phàm phu là khi kẻ phàm phu chúng ta tu tập về thiền chỉ, trong 40 định một thiền chỉ, để chúng ta đắc được sát ra định, cận định, hay là an chỉ định, thuộc về sắc giới, vô sắc giới. Cái đó chúng ta gọi là định quẩn phàm phu. Rồi thân quẩn là hạ phàm phu chúng ta vì anh đang trong bước đường tu tập, chưa đắc đạo quả gì cả, còn là phàm nhân. Chúng ta tu tập tùy quán vô thường, khổ não vô ngã, đó cũng là tuệ, nhưng mà cái tuệ quẩn đó thuộc phàm phu. Xong cái đó chúng ta để qua một bên. Bây giờ chúng ta nói đến cái giới định tuệ, giới quẩn định quẩn tuệ quẩn mà thuộc về hữu học. Tức là một khi ai đó đã đắc được đạo quả tu được quần tư đà hàm a na hàm rồi, thì các vị hữu học ấy vẫn còn phải tiếp tục tiến lên bậc đạo quả cao hơn, không có dừng lại ở đây. Thì như vậy gọi là giới định tuệ của bậc hữu học. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ rằng giới của bậc hữu học nó khác hơn cái giới phàm phu. Cái giới phàm phu của chúng ta thì còn có thể là bị những ác pháp như là tham tà kiến nó chi phối, nó dẫn dắt. Nhưng mà đối với bậc hữu học, các vị đó giữ giới vì các vị dù sao đi nữa cũng chứng được thánh đạo thánh quả, cho nên lòng tầm lòng quý của các vị đó nó chắc chắn. Thì giới quẩn định quẩn tuệ quẩn của bậc tu đường quần cao quý hơn là của phàm phu. Giới quẩn định quẩn tuệ quẩn của bậc tư đà hàm, hữu học tu tư đà hàm thì cao quý hơn cái hạng tu đường quần nữa. Còn giới quẩn định quẩn tuệ quẩn của bậc a la hán, bậc a la hàm thì cao quý hơn cái bậc tư đà hàm. Thì vì vậy chúng ta có ba giới quẩn định quẩn tuệ quẩn của bậc hữu học là tu được quần tư đà hàm a la hàm. Cái phàm phu chúng ta có lúc chúng ta tu tập về giới, nhưng cái lúc là chúng ta bỏ giới, có lúc là chúng ta phàm phu chúng ta tu tập đắc thiền định, nhưng mà sau đó bị phiền não chi phối, như đề bài đa ca chẳng hạn, đắc thiền có thần thông rồi sau đó lại
khởi lên cái tham vọng dưỡng quản tâm chúng, nên ám sát Đức Phật, chia rẽ tăng vân vân, để rồi thiền thông quậy hết, sanh xuống địa ngục A Tỳ. Trên giới của phàm phu không có bảo đảm, còn giới của bậc hữu học, mặc dù các bậc hữu học vẫn còn năm cái thượng Phật cái sử chưa đoạn tận, nhưng mà một khi thánh đạo thánh quả đã đoạn trừ năm cái hạ phần cái sử là thân kiến và nghi với cấm thủ vọng bái về sân, thì xem như là vị đó không còn bị thoát đọa. Chẳng hạn như vị Tu Đà Hoàn, cho dù có ai hăm dọa sẽ giết chết nếu như mà nói thật, thì gặp phàm phu chúng ta nghe vậy chúng ta sẽ chết, chúng ta liền nói dối là chúng ta phạm giới. Như vị Tu Đà Hoàn thì vị đó không có sợ sự chết. Vị Tu Đà Hoàn thì các vị đó không bao giờ phạm tội nói dối. Tư Đà Hàm, A Na Hàm cũng vậy. Cho nên cái giới của bậc hữu học đó là nó chắc chắn đảm bảo hơn cái của phàm phu. Cái kiên định của bậc hữu học cũng chắc chắn bảo đảm hơn là của phàm phu. Thiền định của phàm phu như là Devarata thì một thời gian sau cũng hư hoại. Cho nên giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn của phàm phu, chúng ta không thoát được cái quyền lực của ác ma, ma ra thầy giá ở đây, tức là để chỉ cho cái quyền lực của ác ma. Nếu muốn chúng ta học pháp cú, chúng ta sẽ gặp những cái trường hợp muốn về ma thầy giá, thì lúc đó trong chú giải cái chỗ đó giải thích khác đi một chút. Còn bây giờ ở đây cái chữ ma ra thầy giá Marathaya ở đây được trong chú giải giải thích là Marasa, Marathaya, Marasa, Visyan, Isa Ariyathanam, tức là cái phạm vi hay là cái quyền lực của ác ma, nên gọi là thế lực ma. Cũng như giới định tuệ của bậc hữu học thì ma, thế lực của ma chỉ kiểm soát được, khống chế được một phần thôi, chứ nó không thể khống chế hết. Bởi vì các bậc hữu học chắc chắn là các vị sẽ được giải thoát. Nó khống chế được lúc nào thì khống chế. Như tâm của tôn giả Ananda, như bạn phú không? Cho nên trong lúc mà sầu não
Vừa nhìn thấy Đức Thế Tôn bị bệnh già yếu, năm đó ngài 79 tuổi, Tôn giả Ananda rất là lo lắng. Và khi mà Đức Thế Tôn ngài gửi cho Ananda biết là nếu như một người đã tu tập thuần thục quyên viên mãn về bốn duy tức, thì nếu muốn người đó có thể duy trì cái thọ mạng lâu dài được kiếp một ức hay nửa phần kiếp còn lại, nhưng mà tôn giả Ananda lúc đó vì là tâm của bậc khổng học còn bị mã một chút, cho nên ngài không có hiểu được cái lời gợi ý quá rõ ràng của Đức Thế Tôn, nên không có thỉnh Đức Thế Tôn duy trì mạng sống ở thế gian này. Thế là sau khi Đức Phật ngài gợi ý ba bốn lần như vậy, thấy Ananda nín thinh chỉ lo phiền muộn thôi, thì Đức Thế Tôn ngài bảo Ananda đi ra bên ngoài để nghỉ. Lúc đó ác ma hiện xuống thỉnh Đức Phật viên tịch niết bàn, thì ác ma mới là khả hứa với mặt vương sau 3 tháng nữa ngài sẽ viên tịch niết bàn. Thì như vậy tâm của bậc hữu học vẫn còn một chút xíu bị ác ma nó chế ngự, nó ám ảnh, nó chi phối. Như vừa chúng ta nói đến cái giới định tuệ vô học, tức là giới định tuệ của bậc A La Hán, thì xem như là chắc chắn đảm bảo. Bởi vì tất cả những cái phiền não đã được đoạn trừ, sự tiến cụ niết bàn, sinh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác. Cho nên vị A-la-hán được gọi là bậc thành tựu viên mãn về giới quẩn vô học, thành tựu viên mãn về giới quẩn định học, và thành tựu viên mãn về giới quẩn tuệ học. Dù cho ngài có đi đâu, bất cứ chỗ nào, cũng không có ai có thể làm cho cái đức hạnh đó nó bị suy sụp, bị mất đi. Ở đây người Phật tử chúng ta sẽ thắc mắc tại sao học trong Thắng Pháp á, thì nói rằng vị A-la-hán là vị đã vẹn toàn, ngài không có làm điều ác nữa, do đó cho nên ngài không có tâm của vị A-la-hán tâm tố, dẫn cho tâm tố dục giới. Vị A-la-hán cũng vẫn không có ba cái tâm sở giới phần chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng phối hợp. Thế nhưng tại sao ở đây chúng ta nói đến giới quẩn của bậc vô học? Thưa quý vị, ở đây chỉ là ba cái tâm sở đó nó phối hợp với
thứ quả siêu thế mà thôi. Cái vị A-la-hán khi mà chứng tứ đạo tứ quả thì vị đó mới vừa chứng tứ đạo tứ A-la-hán đạo thì cái sát na trước còn là giới quẩn hữu hợp, định quẩn hữu hợp, tuệ quẩn hữu hợp, nhưng mà ở sát na kế tiếp tức là sát na tâm quả, tâm quả tứ quả sinh khởi thì lúc đó là giới quẩn vô học, định quẩn vô học, tự vô học. Thì ở đây đó, khi chúng ta nói đến cái tâm giải tố ba hai thế giá chích tắm thì trong đó không có ba sở giới phần phối hợp phải rồi. Đó là trong đời sống bình nhật của ngài, nhưng mà ngay lúc này thế lúc này chứng đắc được đạo quả A-la-hán thì ở trong tâm đạo hay tâm quả siêu thế lúc đầu cũng có bát chánh đạo phối hợp. Rồi trong bát chánh đạo đó thì có chánh hướng, chánh nghiệp, chánh mạng. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu người nói rằng vị A-la-hán không có cái tâm sở giới phần tương ưng, đó là nói đến tâm đại tố, tâm tố thường nhật của vị A-la-hán, nhưng mà cái tâm tứ quả của tâm siêu thế vẫn còn, vẫn có chánh ngưỡng, chánh nghiệp, chánh mạng như thường. Để chi chánh ngưỡng, chánh nghiệp, chánh mạng trong trường hợp này là để xác định những cái phiền não đã được đoạn trừ, phiền não do tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng đã được đoạn trừ. Cho nên khi chúng ta định nghĩa về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngưỡng, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi chúng ta nói ở trong cái tâm thị dục giới đó, thì chúng ta phải hiểu rằng để ngăn trừ, để ngăn ngừa ác bất thiện pháp. Nhưng mà khi bắt chánh đạo mà hiện trong tâm siêu thế, trong đó có chánh ngưỡng, chánh nghiệp, chánh mạng, thì chúng ta cần phải hiểu rằng đây là từ phiền não trừ gốc phiền não. Ở trong siêu thế hệ chánh kiến sinh khởi, cái chi đạo chánh kiến sinh khởi là để đoạn trừ cái pháp bất thiện, đoạn trừ tà kiến và pháp bất thiện tương ứng tà kiến. Phải hiểu gì? Chánh tư duy, cái chi đạo này có cái mãnh lực để đoạn trừ tà tư duy và các pháp bất thiện sanh khởi chung với tà tư duy. Cứ như thế đó mà chúng ta cứ hiểu tới thì chúng ta sẽ biết rằng là trong hòa bình nhật tâm của vị A-la-hán, tâm tố của vị A-la-hán, tố dục giới của vị A-la-hán thì hoàn toàn không có phối hợp
nhưng đó ngay cái tâm đắc chứng, tâm A-la-hán đắc chứng, thì cái tâm đó thì vẫn thành tựu giới quẩn vô học, định quẩn vô học và tuệ quẩn vô học. Còn ở trong cái bài kệ mà Đức Phật đã dạy ở đây chứ, giới, định và trí tuệ với ai khéo tu tập vì ấy vượt qua khổ thế lực của ác ma và chói sáng rực sáng như mặt trời chói sáng. Thì đó là Đức Phật ngài khẳng định giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn mà của một người khéo tu tập và đã chứng đạt đến đích điểm, tức là tứ quả rồi đó, thì vị ấy vượt qua khỏi cái thế lực của ác ma. Cái thế lực đó tức là cái phiền não ma thì vượt qua khỏi. Khi mà vị A-la-hán viên mãn về giới, giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn thì được gọi là vượt qua khỏi cái thế lực của ác ma. Điều này cũng dễ hiểu thưa quý vị, bởi vì khi mà được tứ đợi tứ quả thì trong tâm tứ quả vị A-la-hán có giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn. Và khi đã chứng được giới, định, tuệ ở trong cái tâm tứ quả giải thoát thì vị đó không còn bị cái thế lực của ác ma kìm kẹp nữa, vị đó trở thành chói sáng giống như mặt trời vậy. Cũng không khó khăn gì để cho chúng ta hiểu được cái bài học ngày hôm nay, chỉ cần là chúng ta nhớ các cái chi pháp thứ lớp giới, định, tuệ thì chúng ta nói có giới, định, tuệ của hảo phàm phu, có giới, định, tuệ của bậc hỗn hợp và có giới, định, tuệ của bậc phù hợp. Giới định tuệ của hạng phàm phu của hiền thiện, nhưng mà nó còn có cái nguy cơ là bị phá mất. Còn đối với giới định tuệ của hạng thì không có cái nguy cơ là bị ác ma nó trù dập, nó phá đi, không có trường hợp. Mặc dù nó có cái sự chi phối chút, nhưng mà gọi là nó làm cho bất hỗn hợp quay mặt với ác pháp 180 độ thì cái định này không có rồi.
Còn giới định tuệ của bậc vua học, tức là giới định tuệ của bậc A-la-hán, trong cái tâm tứ quả của bậc A-la-hán, thì giới định tuệ đó là hoàn toàn vượt qua khỏi cái thế lực của ác ma. Trong rất là như vậy. Thì ở đây người Phật tử chúng ta, cái gì nó có trước có sau, nên khi không chúng ta chưa có tu tập để trở thành một hiền thiện phạm phu, tu tập về giới về định về tuệ, mà chúng ta đòi quy lực của chúng ta giống như vị A La Hán đâu được. Và như vậy thì vị A La Hán vẫn có thể hãng phạm vô, chúng ta phải tu tập tình dần. Rồi khi mà chúng ta đạt tới cái giới quẩn định quẩn tuệ quẩn của bậc ngũ học, thì chúng ta tương đối là chúng ta an toàn, tương đối an toàn. Còn khi mà chúng ta chứng đắc được quả vị A-la-hán đó, thì lúc bây giờ giới định tuệ đó gọi là giới quẩn vô học, quẩn vô học, tuệ quẩn vô học, thì chúng ta vượt qua khỏi thế lực của ác ma một cách miễn đã. Thì bài học hôm nay đó, chúng tôi chỉ trình bày bấy nhiêu thôi. Chúng ta đã xong cái phẩm phẩm một của chương ba, chương ba chi, chương ba pháp. Phẩm một của chương ba pháp. Và sáng đây chúng tôi cũng xin quý vị quan hỷ là tuần sau thứ bảy đó là chúng tôi có việc phải đi xa, cho nên chúng tôi không có vào rừng vực ngày thứ bảy. Thứ sáu chúng tôi bay ra Hà Nội, thì thứ bảy còn ở đó, đến chủ nhật chúng tôi mới về. Cho nên thứ bảy tuần sau cái lớp Pháp Cú, lớp Pháp Cú môn học y tín của tất cả này chúng ta tạm nghỉ, tạm nghỉ một tuần. Còn ở trong room, trong cái lớp Phật Pháp Puttathamma, thì những ngày đó chúng tôi vẫn có thể làm là trước khi đi chúng tôi đã đổi với Hòa Thượng Nhất ngày thứ năm, thứ sáu chúng tôi mới đi. Và vì chúng tôi về ngày chủ nhật sợ trễ, cho nên chúng tôi đổi qua cái ngày thứ hai để dạy. Do đó ở trong cái lớp Pháp Quốc Kinh thì nghỉ, nhưng mà cái lớp Phật Pháp của Thầy Tâm Mát thì chúng tôi không nghỉ. Bây giờ thì xin kính không thỉnh ồ Thượng Tổ Minh Hạnh rời rùm rồi, rời rùm Pháp Cú. Như vậy thì thánh niệm Đức Từ Đức Cơ tụng kinh chúc phúc phước báo cho rùm này, rồi chúng ta nghĩ Nam Mô Bổn Thầy, chúc quý vị được an vui. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, con thành kính đảnh lễ sư phụ Tuệ Siêu cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng.
Con xin thay mặt chư tăng để phúc chúc phước báo đến toàn thể đạo tràng. Tathalatha sukhita puraha puttasa sane aroga sukhita ho tasaha sappe hinyati phi. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Sittaya chanagatha sikthama tu sikthama tu sikthama tu idang phalang etasming ratanatayasming sambasadana che taso. Cầu xin cho quả của tâm tinh hành tam bảo cho được thành tu, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn.